Dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng ra toàn cầu đã khiến năm 2020 trở thành một năm biến động trong lịch sử thể thao hiện đại. Sự kiện được chờ đợi nhất, Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản đã phải hoãn sang năm 2021. Đây là lần đầu tiên ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh phải hoãn lại sau 3 lần bị hủy do chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai. Tương tự là các giải bóng đá Euro, Copa America, quần vợt Wimbledon cùng rất nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn khác đã phải dừng, hoãn, thậm chí là hủy bỏ. Các giải đấu được tổ chức cũng hầu hết không có khán giả tham dự. Đáng lo ngại hơn là dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên tương lai của thể thao thế giới trong năm 2021 vẫn bị bỏ ngỏ. Ngày 25 tháng 11 năm 2020, huyền thoại bóng đá Diego Maradona đột ngột qua đời ở tuổi 60 đã khiến làng thủ cầu bàng hoàng tiếc nuối. Mặc dù cuộc sống riêng luôn là đề tài gây tranh cãi, nhưng với tài năng, sự cống hiến và khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ, cậu bé vàng Argentina vẫn được tình cảm của nhiều thế hệ người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Ngoài Maradona, năm 2020 còn vĩnh biệt nhiều tên tuổi lớn trong làng thể thao thế giới như huyền thoại bóng đá Paolo Rossi, người hùng góp công đưa đội tuyển Ý lên ngôi vô địch tại World Cup 1982, cựu huấn luyện viên đội tuyển Pháp Michel Hidalgo, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Liverpool Gerard Houllier, Kobe Bryant, ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ tử nạn ở tuổi 41 sau một vụ rơi trực thăng. Một năm quá nhiều biến động vì dịch bệnh, nhưng làng thúc cầu thế giới vẫn không thiếu những dấu ấn lịch sử. Ngày 25 tháng 6, sau một giai đoạn gián đoạn giữa chừng do dịch COVID-19 bùng phát, câu lạc bộ Liverpool cuối cùng cũng nâng cao chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 30 năm chờ đợi. Và không thể không nhắc đến cú ăn năm lịch sử của Bayern Munich với chiếc vô địch Bundesliga, cúp quốc gia Đức, siêu cúp Đức, siêu cúp châu Âu và ấn tượng nhất là chiếc vô địch UEFA Champions League 2019-2020 sau khi đánh bại Paris Saint-Germain trong trận chung kết. Cú ăn năm của Bayern cũng giúp chân sút số 1 của câu lạc bộ là Robert Lewandowski giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA The Best sau khi đánh bại Messi và Ronaldo. Trước khi COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, Novak Djokovic đã kỷ vô địch Australian Open lần thứ 8, một kỷ lục. Cây vợt người Serbia đã kết thúc năm 2020 với tư cách là số 1 thế giới. Đây là lần thứ 6 Djokovic đạt được vị trí này, cân bằng kỷ lục của Pete Sampras. Còn Rafael Nadal, lịch sử tennis, sẽ khó ai lập được kỳ tích toàn thắng 13 trận chung kết Roland Garros như tay vợt người Tây Ban Nha này. Năm 2020, Nadal cũng đã có 20 chức vô địch đơn nam Grand Slam, cân bằng kỷ lục với Roger Federer. Lái chiếc Mercedes Lewis Hamilton đã giành chiến thắng 92 ở giải đua công thức 1 vào tháng 8 để vượt qua kỷ lục 91 lần giành podium mà huyền thoại Michael Schumacher thiết lập vào năm 2006. Ấn tượng không kém khi khép lại mùa giải 2020, tay đua người Anh đã có được danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 7, qua đó cân bằng kỷ lục của Schumacher. Tham vọng trong mùa giải 2021 của tay đua 35 tuổi người Anh sẽ là giành chiếc vô địch thế giới lần thứ 8 và thiết lập một kỷ lục mới để vượt qua Michael Schumacher vĩ đại.